Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Carpassion. Thì hiện tại mình đang có mặt ở con đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Thông thường thì các bạn nếu mà nói về Sài Gòn thì các bạn biết đến là con đường An Dương Vương, là một cái con đường mà có rất là nhiều những cái salon siêu xe đẳng cấp, và đó cũng là nơi thường xuyên có sự xuất hiện của những chiếc siêu xe hàng đầu thế giới. Nhưng hôm nay mình có một cái ngoại lệ, và ngay lúc này đây mình đang có mặt tại Millennium Cars. Đây là một showroom chỉ mới được khai trương cách đây không lâu, và đây cũng là nơi đang quy tụ rất là nhiều những cái mẫu xe hàng đầu thế giới. Và bây giờ hãy cùng mình đi vào bên trong để khám phá một trong những chiếc xe mà họ vừa mới đưa về. Và ngay lập tức các bạn có thể thấy ở bên phía tay trái mình, đây là siêu xe McLaren 720S Spider. Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là chiếc thứ tư về Việt Nam các bạn. Và xe sở hữu có lớp sơn Aztec Gold. Đây là một cái màu cực kỳ đỉnh, và chỉ được ra mắt ngay sau khi cái biến thể mua trần của dòng xe 720S được ra mắt. Đây. Các bạn hãy nhìn qua khoang nội thất một chút nhé. Và cái chiếc 720S Spider này thuộc cái phiên bản Performance, tức là cái phiên bản này sẽ được trang bị rất là nhiều những cái chi tiết bằng sợi carbon, là cả nội thất lẫn ngoại thất. Mình đi một vòng nhé. Tuy nhiên thì đây không phải là cái nhân vật chính trong video clip ngày hôm nay, mà đó là cái chiếc xe ngay phía sau, đó là chính là chiếc Bentley Bentayga V8 Facelift 2021, chỉ mới được showroom Millennium Cars đưa về trong tối ngày hôm qua. Đây chính là cái chiếc Bentayga phiên bản nâng cấp mới nhất trên thị trường. Và ngay ở phần ngoại thất các bạn có thể thấy là một trong những điểm nổi bật nhất của cái chiếc SUV siêu sang đến từ Anh Quốc này, đó chính là cái lớp sơn hai tông màu. Các bạn có thể thấy là phần thân dưới của xe là được sơn theo một cái tông màu nó ghi xám, nó hơi ngả nâu một tí, và cái phần thân giữa của xe thì được sơn cái màu ghi bạc, tạo nên một cái sự kết hợp nó rất là sang chảnh trên chiếc xe này. Và đồng thời là một cái điểm mà mình muốn đề cập ở đây là chiếc xe này thuộc cái phiên bản First Edition. Thì cái phiên bản First Edition đi kèm với một số những cái logo ở phần ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe, và đi kèm với đó là cái bộ mâm 22 inch có cái thiết kế nó rất là cầu kỳ, rất là đẹp mắt. Và đây là cái trang bị độc quyền trên những chiếc Bentayga First Edition nha các bạn. Bentayga First Edition mà thuộc phiên bản Facelift 2021 là cái model này thực chất là chỉ mới được ra mắt cách đây không lâu, và đây là cái phiên bản nâng cấp của chiếc Bentayga đã được ra mắt từ năm 2015. Và quay trở về thời gian một tí thì các bạn, nếu như các bạn còn nhớ thì Bentayga có thể nói là một bước tiến ngoạn mục của thương hiệu Bentley. Bởi vì sao? Bởi vì đây chính là cái chiếc SUV đầu tiên mà Bentley sản xuất, và có thể nói là mở ra một chương mới, một cái chương mà rất nhiều những cái ông lớn tham gia vào cái phân khúc SUV, và đơn cử là có Rolls-Royce với chiếc Cullinan. Và trên thị trường hiện nay, phiên bản Bentayga First Edition Facelift 2021 đang được rất là nhiều những cái showroom tư nhân chào bán với mức giá khoảng 18 đến 20 tỷ đồng tùy vào những cái trang bị kèm theo. Và tiếp theo đó hãy cùng mình đi sâu vào cái thiết kế của Bentayga Facelift 2021 nha các bạn. Đầu tiên là phần cản trước, các bạn có thể thấy là Bentley đã lược bỏ đi cái nhìn có phần rất là tròn trịa trên cái chiếc Bentayga thế hệ đầu tiên. Các bạn có thể thấy là những cái đường gân dập nội ở phần cản trước, nó làm cho cái xe nó tạo ra một cái ngoại hình nó vuông vắn, nó dịu dàng hơn rất là nhiều. Và một cái trang bị rất là nổi bật trên Bentayga 2021 đó chính là cụm đèn LED Matrix. Đây là một cái trang bị mà chỉ mới được Bentley áp dụng cho những cái mẫu xe của mình cách đây không lâu. Đầu tiên có thể nói là cái mẫu là Continental GT, tiếp theo là Flying Spur thế hệ mới, và mới nhất đó chính là Bentayga Facelift. Và một cái khe thoát khí trên phần thân xe trên Bentayga Facelift cũng được điều chỉnh lại một chút cho nó mang một cái nhìn nhận diện của thương hiệu nó tốt hơn. Và logo V8 tượng trưng cho cái khối động cơ của cái mẫu SUV siêu sang này sử dụng được đính vào cửa xe. Ở đây các bạn có thể thấy là cái lớp sơn hai tông màu trên chiếc xe này nó thực sự rất là nổi bật. Và đây là cái đường ranh giới của hai tông màu, trông rất là thích mắt. Và đây là chiếc logo rất là đặc biệt, logo First Edition.
Đây các bạn có thể thấy là cái cụm đèn hậu tròn trên cái chiếc Continental City đã được ứng dụng hoàn toàn lên cái Bentayga mới này. Và đi cùng với đó là cái hệ thống ống xả mới. Nếu như các bạn còn nhớ thì cái chiếc Bentayga V8 thế hệ trước là sử dụng cái chụp xạ dạng hình oval dập lại một tí ở phần trung tâm để tạo nên cái tạo hình số 8. Thì ở trên Bentayga facelift sử dụng động cơ V8 thì cái phần chụp xạ này đã có cái thiết kế gọi là nó cách điệu hơn. Đây các bạn có thể thấy là cái phần chụp xạ nó mang cái thiết kế mới, nó vẫn gợi lên cái sự liên tưởng đến con số 8. Và tương tự phần ngoại thất, nội thất của chiếc Bentayga này cũng được phối theo hai tông màu là kem và màu xám lông chuột, tạo nên một cái nhìn nó rất là thanh tao, một cái nhìn nó rất là sang trọng cho cái chiếc Bentley này. Và ngay khi mình mở cửa, các bạn có thể thấy là logo Bentley đang hiện ở ngay phía dưới phần cửa đây. Đây là một cái đặc điểm rất là thú vị và là một cái option mà khách hàng phải bỏ thêm tiền để mua được. Và đây là cái loa nem. Cái loa nem, đây là một cái thương hiệu mà có thể nói là đi liền, gắn liền với tên tuổi của Bentley trong suốt những cái năm tháng vừa qua. Là NEM là cái thương hiệu cung cấp cho Bentley những cái bộ loa mang lại cái chất lượng âm thanh thượng hạng. Và đây có thể nói là cái option cao cấp nhất mà bất cứ chiếc Bentley nào muốn có cái option này đều phải bỏ thêm rất là nhiều tiền. Đơn giản bởi vì đây là cái option cao cấp nhất. Và đây là cái vô lăng của xe. Thì nội thất của xe nó không có quá nhiều những cái sự khác biệt so với cái thế hệ trước đó. Thì nổi bật nhất các bạn có thể thấy là có những cái miếng ốp trim như trên bảng táp lô và ở trên táp bi. Các bạn có thể thấy là đây, mình nghĩ đây là những cái kim loại mà được chạm khắc nó rất là tinh tế với những cái họa tiết gợi lên cái khâu hình quả chám rất là ấn tượng. Ghế ngồi trên xe thì được làm thủ công hoàn toàn và thêu với những cái đường chỉ tương phản, và logo Bentley được thêu trên tựa lưng ghế. Và các bạn có thể thấy thì một điểm nổi bật khác trên Bentley Bentayga facelift mới đó chính là cái việc mà Bentley đã bổ sung thêm cho cái mẫu xe này một cái vị trí sạc điện thoại không dây rất là ấn tượng. Và phía trên vẫn là cái cụm đồng hồ kết hợp với lại những cái hốc điều hòa làm liền mạch luôn, nó mang đến cho xe một cái điểm nhấn khá là thú vị. Đây là cái đồng hồ Bentley, đồng hồ cơ. Và ngay phía bên dưới là khu vực cần số. Thì những chi tiết này mình thấy nó không có quá nhiều những cái sự khác biệt so với cái thế hệ trước đó. Thì cần số vẫn được làm theo dạng tròn và những cái nút. Đây, tắt ESC. Và nổi bật nhất trên những chiếc Bentayga thì có thể nói đó là chính là cái núm xoay ở đây. Các bạn nhấn mở động cơ ở đây, Start Top Engine. Và các bạn chỉ việc phải xoay cái núm này thôi. Xoay cái núm này nó sẽ tự động chuyển sang chế độ Sport, Bentley, Comfort và Custom. Tức là chiếc xe này được trang bị 4 chế độ lái. Wow. Và bây giờ thì cùng mình tiến về vị trí khoang sau. Và theo đánh giá của mình thì khoang sau của Bentayga khá là rộng rãi. Mình thấy là một người lớn trưởng thành có chiều cao cũng khoảng 1m8, 1m9 thì có thể ngồi vào đây một cách rất là thoải mái luôn. Và ở đây thì được bổ sung thêm một cái chỗ để ly. Chiếc này thì không có được trang bị cái option là cái màn hình ở trên màn hình nhìn cho khu vực ghế phụ. Tuy nhiên là điểm cộng của chiếc này là cái phối màu nó rất là tinh tế, nó phù hợp với những đối tượng khách hàng vừa chạy chung mà cũng có thể vừa đứng tuổi một tí.
Và như phần lớn chiếc Bentley khác thì các bạn biết cách mà mở cốp một chiếc Bentley rồi chứ gì. Đây, bạn chỉ việc ấn vào logo. Và đây chính là cái khoang hành lý của Bentley Bentayga Facelift. Rất là rộng rãi, rất là phù hợp với những cái chuyến đi xa dành cho những gia đình 5 người. Ở đây có một số nút bấm sẽ giúp cho cái việc mà khi chúng ta khuân vác những cái đồ nó rất là nặng lên cái khoang hành lý thì các bạn có thể hạ cái gầm xe thấp xuống một tí. Và một điểm đáng chú ý khác trên Bentley Bentayga Facelift 2021 đó chính là khối động cơ V8 có dung tích 4.0 lít tăng áp kép. Khối động cơ này sản sinh được cái công suất rơi vào khoảng 550 mã lực và mô men xoắn cực đại là khoảng 770 Nm, giúp cho cái chiếc xe này tăng tốc từ 0 lên 100 km/h mình nhớ đâu đó khoảng 4,5 giây và có tốc độ tối đa là khoảng 290 tiệm cận 300, rất là ấn tượng. Wow, các bạn có thể tưởng tượng một chiếc SUV rất là nặng, rất là gồ ghề mà lao đi trên đường với tốc độ trên 200 km/h thôi cũng rất là ấn tượng rồi. Và đó là tất cả những thông tin mà mình muốn giới thiệu cho các bạn về chiếc Bentayga Facelift 2021 hiện đang có mặt tại showroom Millennium Cars trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube của Car Passion nhé. Chào tạm biệt mọi người.